niệm Phật hóa giải nóng phiền. Nè, quan thở rèn, trời ơi huynh bận thiệt đó, đã khuya vậy rồi mà còn chưa nghỉ sao? Hết cách rồi, đang làm gấp đây nè. À, tại Đàm Châu Hồ Nam thời Tống, có một người sinh sống bằng nghề thợ rèn. Mọi người gọi anh là Hoàng Thợ Rèn. Nhà Hoàng Thợ Rèn có mấy người sống rất vất vả, nên ngày ngày anh bận rộn việc rèn. Một hôm, có một vị tăng dân du tứ phương ngang qua nhà anh. Hoàng Thợ Rèn cúng dường sư phụ trà xanh và thức ăn. Sau khi sư phụ dùng xong thì nói với Hoàng Thợ Rèn: Hôm nay tôi đã nhận được bố thí, không có gì để báo đáp, chỉ có một câu nói tặng anh thôi. Xin sư phụ cứ nói. Tại sao anh không tu hành? Tu hành là điều tốt, nhưng mà sư phụ à, cả ngày con bận rộn, làm sao mà tu hành được chứ? Không có thể tu hành được đâu. Có một phương pháp niệm Phật, dù anh bận đến đâu cũng đều có thể tu được. Hả? Phương pháp niệm Phật hả? Khi đập một cây búa rèn xuống thì niệm một tiếng Phật, thổi ống gió cũng niệm một tiếng Phật. Làm thường như vậy, chuyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật vào ngày cuối đời tất sinh nơi Tây Phương Cực Lạc. Ồ, niệm Phật như vậy con cũng có thể tu hành được hả? Đúng vậy đó. Hoàng Thợ Rèn nghe xong rất vui mừng, liền làm theo y lời của sư phụ dạy. Anh vừa rèn đồ lại vừa niệm Phật. Suốt ngày rèn đồ, suốt ngày niệm Phật. Vợ của Hoàng Thợ Rèn thấy Hoàng Thợ Rèn suốt ngày niệm Phật liền hỏi anh: Chàng ơi, rèn đồ cũng đã đủ mệt lắm rồi, chàng còn niệm Phật không phải là càng mệt hơn sao? Hoàng Thợ Rèn cười rồi nói: Trước đây ta rèn đồ ở bên lò rèn á, cảm thấy vừa nóng vừa phiền nữa. Còn bây giờ niệm Phật rồi á, không những không nóng không mệt nè, trái lại còn cảm thấy thanh tịnh tự tại nữa. Thế là Hoàng Thợ Rèn vẫn ngày ngày tiếp tục niệm Phật như thế. Nhiều năm trôi qua, có một hôm anh nói với vợ mình: Hôm nay ta phải về nhà thôi. Hả? Về nhà? Đây không phải là nhà của chàng sao? Nhà của ta ở Tây Phương. Vợ của Hoàng Thợ Rèn cảm thấy rất tức cười nên mặc kệ anh ta. Lúc này Hoàng Thợ Rèn vẫn như thường ngày, vừa rèn đồ vừa niệm Phật. Một lát sau, anh lấy một miếng sắt đỏ đang nung từ trong lò ra, vừa đập vừa nói: Tinh tinh tán tán, luyện lâu thành gan, thái bình gần kề. Ta đến Tây Phương, tinh tinh tán tán. Cũng vào lúc này, những người ở gần đó từ không trung truyền đến tiếng nhạc du dương, âm thanh nghe rất là hay. Bên cạnh đó còn ngửi được một mùi thơm kỳ lạ. Hoàng Thợ Rèn niệm Phật thật sự là tấm gương về người tu hành thời hiện đại. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.